Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 5 đô la cái token RNT. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Rồi, ở đây mọi người sẽ nhập kết quả phép tính này. Tiếp tục là làm các nhiệm vụ, join vào Telegram. Quay trở lại, join tiếp vào kênh channel. Rồi sau đó quay trở lại, follow Twitter và retweet bài đăng. Theo dõi này. Tiếp tục like và retweet. Rồi sau đó quay trở lại, mọi người sẽ join vào Medium. Rồi, mọi người sẽ mở VPN lên cho mình. Bấm chọn follow này. Ok, quay trở về bot. Mọi người kéo lên, chọn don này. Rồi sau đó gửi username của Twitter. Rồi tiếp theo gửi username của Medium. Và sau đó chọn don này. Tiếp tục gửi địa chỉ ví PEP 20. Rồi, ok mọi người. Như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.